Thưa ông, sản phẩm thanh long là một trong những mặt hàng kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận. Vậy ông đánh giá như thế nào về tình hình xuất khẩu thanh long trong thời gian vừa qua? Hơn 20 năm xuất khẩu thanh long của tỉnh Bình Thuận mình, thì đến giờ này có thể đánh giá là cái trái thanh long là cái trái mà mũi nhọn của tỉnh. Mà thị trường ngày càng mở rộng. Đến giờ này thì có trên dưới 20 là nước là nhập cái thanh long của mình. Sức mua là càng ngày càng mạnh, thị trường là tiềm năng rất là lớn, mỗi năm là cái thị trường càng mở rộng ra. Vậy đâu là những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của tỉnh Bình Thuận gặp phải trong thời gian vừa qua, thưa ông? Nó có nhiều cái cơ hội đó, nhưng mà khó khăn thì không ít. Nguyên nhân của nó là do là thị trường Trung Quốc là thị trường là chiếm đa số, nhưng ngược lại là thì thị trường Trung Quốc là thị trường rất dễ tính và tiêu thụ thông qua biên mậu. Cho nên từ đó là hầu hết cái tình hình sản xuất thanh long của tỉnh nhà đều hướng về cái dễ đó, hướng về cái tiêu thụ dễ dàng đó. Mà cho nên là nó có nhiều cái rủi ro. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gắt như hiện nay, theo ông thì thanh long Bình Thuận đã đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nước ngoài hay chưa? Thanh long của mình là đã đáp ứng được cái yêu cầu quốc tế. Thanh long mình đã nhập sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, đó, rồi vừa rồi đã nhập sang Chile, đó, nói chung là một số nước là rất là khó tính, nhưng mà đã xuất khẩu sang được. Còn về châu Âu ấy, thì mình đã thường xuất thường xuyên, tỷ lệ là cũng tương đối nhiều, đó, cho nên có thể nói rằng là nói gì thì nói, cái thanh long của Bình Thuận của mình là đã xuất được sang những cái thị trường khó tính rồi, rất là hy vọng là ngày càng cái sản lượng mình càng cao hơn nữa. Để đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển bền vững trong thời gian tới, theo ông thì thanh long Bình Thuận cần phải có những giải pháp gì? Cái thứ nhất là vận động bà con sản xuất là phải theo tiêu chuẩn GAP, hãy xem cái an toàn về thực phẩm là hàng đầu. Cái thứ hai nữa là những người đi buôn, những người thương lái đến vườn thu gom, rồi những cái vựa mà mua để rồi mình đóng gói xuất khẩu, là trong thời gian qua vấn đề này là rất lộn xộn, tranh mua tranh bán rất là gay gắt. Tuy nhiên anh phải cạnh tranh mà cái tranh lành mạnh. Cái thứ ba nữa là nhà nước là cũng sẽ giúp đỡ cho doanh nghiệp về mặt vay vốn nè, về mặt quản lý nhà nước đó, tức là về mặt giao đất nè, rồi về mặt là hướng dẫn là sản xuất là sạch nè, rồi là hướng dẫn là các cái cách mà mua bán, nói chung tất cả các vấn đề mà quản lý nhà nước. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.